Bản tin y tế sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021. Thêm 3 ca mắc COVID mới. Bệnh nhân số 2473 đến số 2475 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương, Kiên Giang. Cụ thể, một bệnh nhân số 2473 tại Bình Dương là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 tháng 2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hai bệnh nhân còn lại tại Kiên Giang là công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27 tháng 2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.